Anh chị đến với kênh Nhà Đất của CVT Land. Hiện tại thì tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Xung quanh tôi thì nhà dân người ta ở rất là nhiều này, rất là nhiều trên cái mặt đường bê tông này này anh chị này, thấy không? Anh chị thấy không ạ? Đó, thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất có cái diện tích là tổng diện tích của họ thì họ rất là lớn nhá, hơn một mẫu cơ. Nhưng mà cái anh này thì anh chỉ cắt là khoảng 80 mét mặt đường bê tông này và đi sâu hết đất để bán cho mình thôi. Cái bên cạnh này tôi thấy người ta cũng phân nền rồi này. Đó, phân nền hay phân xào rồi này anh chị ha. Còn cái miếng đất anh này anh cắt cho mình là cái miếng này này. Đây này. Nó bắt đầu từ cái cây điều đó đó. Trên đất thì hiện tại thì có nhà ở này. Thấy cái nhà dân người ta đang ở nhá. Nhưng tuy nhiên thì cái nhà dân này người ta đã bán cho anh rồi anh chị nhá. Đó. Rồi, thì bây giờ tôi cùng anh chị đi anh chị ha. Thì trước khi đi tôi giới thiệu lại nhá. Cái đường tôi đang đứng ở đây là một con đường bê tông liên thôn liên ấp đấu nối trực tiếp với quốc lộ 14. Từ đây ra quốc lộ 14 thì khoảng 500 mét thôi. Đó, 500 mét anh chị nhá. Và dân cư thì xung quanh ấp 2 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Đấy, thì anh chị nào mua cái miếng đất này về thì mình có thể ở được luôn. Ở định cư và đầu tư được luôn anh chị ha. Vì dân cư xung quanh điện nước đầy đủ này. Anh chị nhá. Đó, hàng xóm xung quanh đó anh chị nhá. Thì anh này giờ anh ấy bán giá khá là tốt anh chị ha. Mấy cái video khi mà sau Tết tôi làm hầu như là cái sản phẩm nào giá cũng tốt hết anh chị ha. Tôi thấy là người dân nhà đầu tư giờ người ta đang bán, người ta đang giảm khoảng 30-40% luôn, có người giảm đến tận 50% luôn anh chị nhá. Thì cái miếng đất hôm nay tôi giới thiệu cho anh chị á là ngang 80 mét mặt đường này. Ngang 80 hoặc ngang 100 thì lúc đó tùy anh chị muốn mua 100 thì anh ấy cắt 100 hoặc 80 thì anh cắt 80 vì đất của anh rộng mà anh chị ha. Rồi sâu hết đất thì sâu chiều này được khoảng 100 mét, còn chiều trên kia thì nó ngắn hơn khoảng hơn 60 mét anh chị ha. Nó bắt đầu từ đây ạ. Chỗ này được lên thổ cư hết anh chị nhá. Đấy nhá. Đó, củ hồng đã lên thổ cư hết, đã bắt đầu từ đây này. Đấy, chị nhìn cái cột màu đỏ đâu, cột màu đỏ anh chị ha, chạy lên. Đó, cái nhà dân này là người ta bán lại cho anh rồi anh chị ha. Đó, này này. Đó, hiện tại thì người ta vẫn cứ ở đây thôi anh chị nhá. Đó, chạy lên đây đến 80 mét thì thôi, 80 mét hoặc 100 mét cũng được. Đó, đến đây này anh cắt khoảng đến đây. Đó, khoảng đến đây cho mình này. Đó, khoảng đến đây nhá. 80 mét thì phải đến đây này. 80 mét khoảng đây, khoảng ngang dốc này. Đó, đây này. Tôi xin phép tôi đậu xe đây này. Đó, 80 mét thì anh cắt đến đây, còn đất của anh lên tận cái cây điều kia cơ. Đó, đất của anh lên cận cây điều đó, bên đó còn một mặt đường nữa đi xuống cái nhà đó đó anh chị ha. Mặt đường hiển thị đó chị theo ạ. Ở đây thì dân cư xung quanh đường bê tông hiện hữu được lên thổ cư hai bên mặt đường này luôn này, thì dân cư người ta có như này thì nhà nước người ta cấp thổ cư thôi anh chị ha. Một lần nữa tôi nhắc lại nhá, ngang anh ấy ưu tiên là ngang 80 rồi sâu hết đất thì chiều này sâu được 60 này, 60-65. Còn chiều vừa ấy, tôi đứng cho anh chị quay cho anh chị lúc đầu video á, là sâu khoảng được 100 anh chị ha. Nói túm lại á, là khi cắt được như vậy ấy, thì anh ưu tiên là cắt khoảng 8 xào anh bán, còn cái đầu trên đầu đất này anh giữ lại anh chị ha. Đấy, còn đi thẳng đường này ra thì mình ra được quốc lộ 14 anh chị nhá. Ấp 2 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Anh này anh bán đang 75 triệu một mét ngang thôi anh chị nhá. 75 triệu một mét ngang là giá cực tốt anh chị ha. Đó, chưa tới 100 triệu một mét đất cơ mà anh chị ha. Một mét ngang đất mà chưa tới 100 triệu mà. Đó. Đấy, 75 triệu một mét ngang. Một mét ngang nhân với 80 anh chị ha. Đó, đi thẳng xuống đó, dân cư xung quanh, điện nước thì đầy đủ. Đó, được lên thổ cư thoải mái. À, ngang 80, một bên sâu 65 là bên này, một bên kia là sâu, bên dưới kia là sâu 100 anh chị ha. Đó, rồi bây giờ mình ra quốc lộ 14 nhé. Đó, được đấy, cái khu này tôi thấy rất là ổn luôn. Đây này, cái đầu đất của anh ở đây này. Đó, đầu đất của anh là ở đây này. Đó, đây này, con đường này đường hiển thị này, ý là anh ấy giữ lại cái đầu này thì nó ngắn thôi, đầu này nó ngắn, nó nhỏ hơn đầu dưới nhiều. Đấy, anh ấy giữ từ đây đến cái đoạn với tôi đứng ấy, đến đoạn với tôi đứng tôi quay cho anh chị ngang dốc ấy. Đó, nghĩa là anh giữ cái đầu trên, còn đầu dưới anh bán cái đầu lớn anh chị nhá. Đó, bây giờ mình ra quốc lộ 14 này. 75 triệu một mét ngang là giá tốt đấy anh chị ạ. Dân cư thì xung quanh cách quốc lộ 14 có 500 mét thôi, gần mà, cái này gần mà. Thank you.
quốc lộ 14 này, gần không anh chị? Quá gần luôn. Đó. Qua kia là cây xăng kìa, cây xăng là ủy ban trường học trạm xá của Đồng Tâm ở đó đó. Ở đầu đường Tạo Lực luôn. Đó anh chị nhá. Đó. Quay về đây là thành phố Đồng Xoài này. Từ đây về thành phố Đồng Xoài là khoảng chừng 13 cây số. 13 cây số, đây là km số 13. Chị nhá. Đó. Còn đây đường vào đất này. Lần nữa tôi nhắc lại nhá, cái đất anh chị vừa ấy xem á là có diện tích anh ấy cắt là ngang 80, sâu một bên là 100, một bên là 65. Thổ cư thì được lên thổ cư chị ha, đất phủ hồng hai bên mặt đường luôn, dân cư xung quanh điện nước đầy đủ. Thì anh này anh bán 75 triệu một mét ngang thôi. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị ha, hoặc anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com để lựa chọn thêm, tìm kiếm thêm những sản phẩm để đầu tư, để sản xuất anh chị ha. Ngoài ra thì chúng tôi còn thêm một website nữa là cvt à cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com để cho anh chị nào muốn mua đất để làm xưởng, thuê đất trong khu công nghiệp, mua đất thuê xưởng trong khu công nghiệp thì truy cập vào website cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com để tìm kiếm thêm những sản phẩm cho công ty mình anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.